Xin chào các em. Trong video ngày hôm nay, thầy sẽ cùng các em đi chữa tiếp đề kiểm tra cuối kỳ 1, đề số 2 của môn toán 3. Chúng ta bắt đầu đi vào phần 1, phần trắc nghiệm. Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng. Câu số 1, đề bài cho dãy số 769, 779, 789 và đề bài hỏi số thứ 5 của dãy số này là số nào. Thì chúng ta nhìn thấy rằng các số liên tiếp cách nhau 10 đơn vị thì chúng ta thấy 769 này cộng 10 779, chúng ta cộng 10 được 789. Như vậy số thứ tư sẽ là 799 và số thứ năm sẽ là 809. Chúng ta chọn đáp án B. Câu số 2, cho 25 chia y bằng 7 và dư 4. Đây là một phép chia có dư và đề bài yêu cầu tính giá trị của y. Trong bài tập này chúng ta thấy y đóng vai trò là một số chia. Với phép chia thông thường thì muốn tìm số chia, chúng ta sẽ có số bị chia, chia cho thương. Còn với phép chia có dư thì chúng ta có một công thức tính số chia. Số chia sẽ bằng số bị chia trừ đi số dư. Sau đó chúng ta chia cho thương. Như vậy chúng ta thay vào, chúng ta sẽ có số chia sẽ bằng 25 trừ đi 4. Chúng ta đem chia cho 7. 25 trừ đi 4 thì bằng 21. 21 chia cho 7 chúng ta được kết quả bằng 3. Như vậy y bằng 3, đáp án C. Câu số 3, thương của số tròn trục lớn nhất có hai chữ số và 5. Đề bài nói rằng thương, như vậy chúng ta sẽ liên quan tới phép chia. Thương của số tròn trục lớn nhất có hai chữ số, chúng ta biết rằng số tròn trục lớn nhất có hai chữ số đó là số 90. Chúng ta đem chia cho 5 và chúng ta làm ra nháp, chúng ta sẽ được kết quả bằng 18. Vậy đáp án C. Câu số 4, có 62 mét vải, may mỗi bộ quần áo hết 3 mét vải. Vậy có thể may được nhiều nhất số bộ quần áo là bao nhiêu và thừa mấy mét vải? Như vậy, để bài tập này cũng rất là dễ thôi. Có 62 mét vải, chúng ta sẽ đem chia cho 3 mét. Vì mỗi bộ sẽ cần 3 mét, chúng ta chia này. 6 chia cho 3 thì được 6 chia cho 3 thì được 2. 2 nhân 3 bằng 6. 6 trừ 6 thì còn 0. Hạ 2 xuống. 2 không chia được cho 3, chúng ta viết 0. Như vậy chúng ta sẽ được kết quả bằng 20 và dư 2. Như vậy chúng ta sẽ may được 20 bộ quần áo và thừa 2 mét vải. Vậy đáp án của chúng ta đáp án C, 20 bộ quần áo thừa 2 mét vải. Câu số 5, một hình chữ nhật có chu vi bằng 58 mét, biết chiều dài của hình chữ nhật đó bằng 19 mét. Vậy chiều rộng của hình chữ nhật đó bằng bao nhiêu? Đề bài cho biết chu vi, cho biết chiều dài và đề bài yêu cầu tính chiều rộng. Chúng ta biết rằng chu vi của một hình chữ nhật có công thức tính P thì bằng dài cộng với rộng và nhân với 2. Như vậy chúng ta sẽ có dài cộng rộng nhân 2 thì bằng 58. Từ đây chúng ta sẽ tính được nửa chu vi. Trong video trước thầy có nói, từ bây giờ chúng ta khi nhắc tới khái niệm nửa chu vi của hình chữ nhật, chúng ta hiểu rằng đó chính là tổng của chiều dài và chiều rộng. Như vậy chúng ta sẽ tính được tổng của chiều dài và chiều rộng, nó sẽ bằng nửa chu vi bằng 58 chia 2. Thực hiện ra ngoài nháp, chúng ta sẽ có được nửa chu vi bằng 29 mét. Nửa chu vi chính là tổng của chiều dài và chiều rộng bằng 29 mét. Biết chiều dài bằng 19 rồi, tính chiều rộng chúng ta thực hiện 29 trừ đi 19 và chúng ta được kết quả bằng 10 mét, đáp án A. Câu số 6, có 259 kg gạo, người ta bán đi 98 kg gạo. Và đề bài nói, số gạo còn thừa thì đóng vào 7 túi. Đề bài hỏi mỗi túi có số kg gạo là bao nhiêu? Đề bài cho có 259 kg gạo. Đề bài bán đi 98 kg gạo. Như vậy chúng ta thực hiện phép tính trừ thì chúng ta sẽ tính được số gạo còn lại của cửa hàng. 9 trừ 8 thì bằng 1. 5 không trừ được cho 9. Chúng ta thực hiện 15 trừ 9 được 6. Trả 1 sang đây được 1. 2 trừ 1 thì còn 1. Như vậy chúng ta được kết quả 161. Sau đó chúng ta đem 161 kg gạo này chúng ta đóng đều vào 7 túi. Có nghĩa rằng chúng ta đem chia đều vào 7 túi. Vậy chúng ta thực hiện phép tính chia cho 7. 16 chia cho 7 chúng ta được kết quả bằng 2. 2 nhân 7 bằng 14. 16 trừ 14 thì còn 2. Hạ 1 xuống. 21 chia cho 7 thì được 3. 3 nhân 7 bằng 21. 21 trừ 21 thì bằng 0. Như vậy kết quả của chúng ta bằng 23 dư 0. Như vậy thì mỗi túi sẽ đựng được 23 kg gạo. Vậy đáp án của chúng ta đáp án B, 23 kg gạo chứ không phải 23 túi gạo nhá. Câu số 7, một năm nhuận thì có 366 ngày. Vậy năm nhuận sẽ có số tuần lễ và
dư số ngày là bao nhiêu. Với bài tập này thì chúng ta cũng sẽ học được một kiến thức thực tế. Chúng ta nhớ rằng một năm thường thì sẽ có 365 ngày và một năm nhuận thì có 366 ngày. Và bây giờ chúng ta cũng sẽ tính xem một năm nhuận sẽ có bao nhiêu tuần, đúng không? Chúng ta biết được rằng một tuần thì có 7 ngày. Như vậy, muốn tính xem 366 ngày này có bao nhiêu tuần, chúng ta sẽ thực hiện phép tính 366 chúng ta đem chia cho 7. Chúng ta thực hiện 36 chia 7, chúng ta nhẩm nhanh được kết quả bằng 5. 5 x 7 bằng 35. 36 trừ 35 thì còn 1. Hạ 6 xuống, 16 chia cho 7 thì được 2. 2 x 7 bằng 14. 16 trừ 14 thì còn 2. Như vậy kết quả 366 chia 7 chúng ta được kết quả bằng 52 và dư 2. Như vậy chúng ta sẽ có kết quả 52 tuần và dư 2 ngày. Vậy đáp án A. Như vậy chúng ta đã vừa hoàn thiện xong 7 câu của phần trắc nghiệm này rồi. Chúng ta sang tiếp phần 2 với bài số 1. Đề bài yêu cầu đặt tính rồi tính. Bài tập này chúng ta được 1 điểm với 4 ý. Chúng ta đi thực hiện câu A. 118 nhân với 6. Chúng ta thực hiện 6 x 8 bằng 48, viết 8 nhớ 4. 6 x 1 bằng 6, nhớ 4 bằng 10. Viết 0 nhớ 1, 6 x 1 bằng 6, thêm 1 thì bằng 7. Vậy chúng ta được kết quả 708. Câu B, 142 x 4. Chúng ta thực hiện từ phải sang trái, 4 x 2 thì bằng 8. 4 x 4 bằng 16, viết 6 nhớ 1. 4 x 1 bằng 4, thêm 1 thì bằng 5. Chúng ta được kết quả 568. Câu C, 788 chia 9. 7 không chia được cho 9, chúng ta thực hiện 78 chia 9. 78 chia 9 thì chúng ta thấy rằng 8 x 9 bằng 72. 72. 78 trừ 72 được 6. 6 hạ 8 xuống, 68 chia 9 được 68 chia 9 được 7. 7 x 9 bằng 63. 68 trừ 63 thì được 5. Như vậy câu C chúng ta được kết quả 87 và dư 5. Câu D, 564 chia 6. 5 không chia được cho 6, chúng ta thực hiện 56 chia 6. 56 chia 6 thì được 9. 9 x 6 bằng 54. 56 trừ 54 thì còn 2. Hạ 4 xuống, 24 chia 6 thì được 4. 4 x 6 bằng 24. 24 trừ 24 thì còn 0. Như vậy câu D chúng ta để kết quả bằng 94 và dư 0. Như vậy chúng ta đã vừa nhanh chóng hoàn thiện xong bài tập số 1. Chúng ta sang tiếp với bài số 2. Đề bài yêu cầu tính giá trị của biểu thức. Câu A, mở ngoặc 110 năm cộng với 90 năm chia cho 3. Câu A, chúng ta nhận thấy rằng biểu thức này có phép cộng, phép chia và dấu ngoặc thì quy tắc của chúng ta sẽ phải thực hiện trong ngoặc trước và ngoài ngoặc sau. Như vậy, câu A chúng ta sẽ phải thực hiện 110 năm cộng với cả 90 năm trước. 110 năm cộng với 90 năm. 5 cộng 5 bằng 10, viết 0 nhớ 1. 1 cộng 9 bằng 10, thêm 1 thì bằng 11, viết 1 nhớ 1. 1 cộng 0 bằng 1, thêm 1 thì bằng 2. Vậy chúng ta được kết quả bằng 210. Chúng ta đem chia cho 3. Chúng ta thực hiện 21 chia 3 thì được 7. 0 chia 3 thì được 0. Như vậy chúng ta được kết quả bằng 70. Câu B tương tự như câu A, chúng ta sẽ phải thực hiện trong ngoặc trước và ngoài ngoặc sau. Chúng ta thực hiện 132 cộng với 48. 2 cộng 8 bằng 10, viết 0 nhớ 1. 3 cộng 4 bằng 7, thêm 1 thì bằng 8. 1 cộng 0 bằng 1. Và chúng ta lấy kết quả 180 đơn vị km. Chúng ta đem chia cho 9. 18 chia 9 được 2. Như vậy chúng ta được kết quả 20 km. Câu C tương tự, chúng ta thực hiện trong ngoặc trước và ngoài ngoặc sau. 5 nhân 205 chia cho 5 thì chúng ta được kết quả bằng 41. 5 nhân 1 thì bằng 5. 5 nhân 4 thì bằng 20. Vậy chúng ta được kết quả 205. Câu D, chúng ta thấy rằng câu D có phép trừ và phép chia. Như vậy chúng ta phải thực hiện nhân chia trước và cộng trừ sau. Vậy chúng ta thực hiện 144 chia 4 trước. 238 gram chúng ta giữ nguyên. Trừ đi. 14 chia 4 thì được. 14 chia 4 thì được 3. 3 x 4 bằng 12. 14 trừ đi 12 thì còn 2. Hạ 4 xuống, 24 chia 4 được 6. Và chúng ta được kết quả 36 gram. Chúng ta trừ này. 8 trừ đi 6 thì còn 2. 3 trừ 3 thì còn 0. 2 trừ 0 thì còn 2. Vậy chúng ta được kết quả 202 gram. Như vậy chúng ta cũng đã vừa hoàn thiện xong bài tập số 2. Chúng ta sang tiếp với bài số 3. Đề bài yêu cầu
nối các phép chia có cùng số dư với nhau. Bài tập này chúng ta sẽ có 2 điểm. Câu này chúng ta sẽ làm mất nhiều thời gian hơn. Chúng ta sẽ phải thực hiện phép chia và xem phép tính này của chúng ta có số dư bằng bao nhiêu. Sau đó chúng ta sẽ nối các phép chia có cùng số dư với nhau. Chúng ta thực hiện 634 chia cho 7 trước. 634 chúng ta đem chia cho 7. 63 chia 7 thì được. Thì được 9. 9 nhân 7 bằng 63. 63 trừ 63 bằng 0. Hạ 4 xuống. 4 không chia được cho 7. Chúng ta viết 0. 0 nhân 7 bằng 0. 4 trừ 0 thì còn 4. Như vậy phép tính này của chúng ta bằng 90 và dư 4. Vậy phép tính đầu tiên chúng ta dư 4. Chúng ta có thể viết số 4 nhỏ bằng bút chì ở cạnh nhé. Rồi, chúng ta thực hiện phép tính thứ hai. 563 chúng ta đem chia cho 8. 56 chia 8 thì được 7. 7 nhân 8 bằng 56. 56 trừ 56 thì còn 0. Hạ 3 xuống, 3 không chia được cho 8, chúng ta viết 0. 0 nhân 8 bằng 0. Vậy thì 3 trừ 0 thì còn 3. Như vậy, phép tính thứ hai của chúng ta sẽ dư 3. Phép tính tiếp theo 972. Chúng ta đem chia cho 3. 9 chia 3 thì được 3. 3 nhân 3 bằng 9. 9 trừ 9 bằng 0. Hạ 7 xuống. 7 chia 3 thì được 2. 2 nhân 3 bằng 6. 7 trừ 6 thì còn 1. Hạ 2 xuống. 12 chia 3 được 4. 4 nhân 3 bằng 12. 12 trừ 12 thì bằng 0. Như vậy phép tính thứ 3 của chúng ta dư 0. Phép tính cuối cùng này. 314 chia cho 6. 3 không chia được cho 6. Chúng ta thực hiện 31 chia 6 thì được 5. 5 x 6 bằng 30. 31 trừ 30 thì còn 1. Hạ 4 xuống. 14 chia 6 được 2. 2 x 6 12. 14 trừ 12 thì còn 2. Như vậy phép tính cuối cùng của chúng ta dư 2. Tính tiếp theo chúng ta thực hiện 185. Chúng ta đem chia cho 7. 1 không chia được cho 7. Chúng ta thực hiện 18 chia 7. 18 chia 7 thì được 2. 2 x 7 bằng 14. 18 trừ 14 thì còn 4. Hạ 5 xuống. 45 chia 7 thì được 6. 6 x 7 bằng 42. 45 trừ 42 thì còn 3. Như vậy, phép tính này của chúng ta dư 3. Như vậy thì chúng ta dễ dàng nối được hai phép tính này có cùng số dư là 3 với nhau. Tương tự, chúng ta thực hiện phép tính tiếp theo. 239 chia 5. 2 không chia được cho 5, từ đó chúng ta thực hiện 23 chia 5 được 4. 4 x 5 bằng 20. 23 trừ 20 thì còn 3. Hạ 9 xuống, 39 chia 5 thì được 7. 7 x 5 bằng 35. 39 trừ 35 thì còn 4. Vậy phép tính này của chúng ta dư 4. Vậy chúng ta nối hai phép tính có cùng số dư bằng 4 với nhau. Ý tiếp theo, 434 chia 8. 4 không chia được cho 8, chúng ta thực hiện 43 chia 8 được 5. 5 x 8 bằng 40. 43 trừ 40 thì còn 3. Hạ 4 xuống, 34 chia cho 8 thì được 4. 4 x 8 bằng 32. 34 trừ 32 thì còn 2. Như vậy phép tính này của chúng ta dư 2. Vậy chúng ta sẽ nối hai phép tính có cùng số dư bằng 2 vào với nhau. Ý tiếp theo, 630 chia cho 9 thì chúng ta dễ dàng tính được bằng 70 và dư 0. Vậy chúng ta nối hai phép tính với nhau. Như vậy chúng ta đã vừa hoàn thiện xong bài tập số 3. Chúng ta sang tiếp bài số 4. Đề bài nói rằng người bán hàng xếp 720 gói kẹo vào các hộp. Mỗi hộp có 4 gói kẹo. Sau đó người ta xếp các hộp kẹo vào các thùng và mỗi thùng có 6 hộp. Hỏi người bán hàng xếp được bao nhiêu thùng kẹo? Chúng ta sẽ hình dung bài toán như sau. Chúng ta có 720 gói kẹo này. Đấy, gói kẹo này. Chúng ta xếp vào các hộp thì mỗi hộp có 4 gói kẹo. Do đó bước đầu tiên chúng ta sẽ chia mỗi hộp có 4 gói kẹo. Chúng ta sẽ được một số hộp nào đó. Sau đó chúng ta xếp các hộp này vào các thùng. Mỗi thùng thì có 6 hộp, chúng ta đem chia cho 6 hộp. Thì như vậy, sơ đồ bài toán này chúng ta sẽ xếp được số thùng kẹo. Vậy bước đầu tiên chúng ta sẽ phải đi tính xem 720 gói kẹo này xếp được bao nhiêu hộp kẹo. 720 gói kẹo xếp được vào số hộp này.
chúng ta thực hiện 720 chia cho 4. Bảy chia 4 thì được 1. 1 nhân 4 bằng 4, 7 trừ 4 thì còn 3. Hạ 2 xuống, 32 chia 4 bằng 8. 8 nhân 4 bằng 32. 32 trừ 32 bằng 0. Hạ 0 xuống, 0 chia 4 thì được 0. Như vậy chúng ta được kết quả bằng 180 đơn vị hộp. Như vậy thì 720 gói kẹo này chúng ta đã được xếp vào 180 hộp. Sau đó chúng ta thực hiện 180 hộp này, chúng ta xếp vào các thùng và mỗi thùng đựng được 4 hộp. Như vậy chúng ta sẽ tính được số thùng kẹo bằng cách lấy 180 đem chia cho 6. Để bài hỏi người bán hàng xếp được bao nhiêu thùng kẹo, vậy chúng ta trả lời bài toán rằng người bán hàng xếp được số thùng kẹo này. Chúng ta thực hiện 180, chúng ta đem chia cho 6 và chúng ta được kết quả bằng 30 đơn vị thùng. Các em đáp số bài toán 30 thùng kẹo. Như vậy chúng ta đã vừa hoàn thiện xong bài tập số 4.